Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 5 với lưng bít của khối lớp 9, nít số 3. Bài thi số 1, hy vọng chúng ta sẽ tìm được nhiều câu mới và khó hơn. Ta cần một cái bảng nháp để lưu kết quả. Câu 1, các em có thể tính bằng tay luôn cũng được. 36 nhân 81 ăn căn 54. Câu 2, ở hai nít trước chúng ta đã giải x bằng 5. Câu số 3, ở hai nít trước hình như chúng ta cũng giải rồi. Cho hình thang đáy bé 11, đáy lớn 19. Như vậy là lấy đáy bé cộng đáy lớn nhân chiều cao chia đôi. Ra 120, đó là diện tích. Bài này ta dùng hàng đẳng thức. Ta sẽ ra giải là x bằng 6, x trừ 6 tất cả bình mà. Bài số 5, các em vẽ hình nháp nhanh. Tam giác ABC, MN song song BC, M nằm giữa A và B, N nằm giữa A và C. AN bằng 2, còn AB thì bằng 3 lần AM. AB bằng 3 lần AM, vậy là AM trên AB là bằng 1/3. 1/3, như vậy AN trên AC cũng bằng 1/3, vậy AC sẽ bằng 6 cm. Dùng định lý Thales thôi. MN song song với lại BC thì AM trên AB sẽ bằng AN trên AC, mà AM trên AB là bằng 1/3 thì AN trên AC cũng bằng 1/3, trong đó AN bằng 2 rồi thì AC sẽ bằng 6. Câu số 6, tam giác ABC vuông tại A, đường cao là AH, đường trung tuyến là AM. AH thì bằng 12, AM thì bằng 15. Cái này nít trước ta giải rồi. BC sẽ bằng gấp đôi AM là bằng 30. Như vậy diện tích tam giác là bằng 12 nhân 30 chia đôi. Câu số 7, nít trước đã giải rất kỹ. Các em trở lại nít số 2. Nít số 2 hay nít số 1 gì đó. Giá trị lớn nhất thì cái biểu thức B là lớn nhất khi nào? Khi cái căn x trừ 1 này nè bằng 0. Căn x trừ 1 này bằng 0 thì là lớn hơn bằng 0, để gắn dấu trừ lại nhỏ hơn bằng 0 ha. Các em để ý nè. Căn x trừ 1 á thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Như vậy suy ra là trừ căn x trừ 1
sẽ luôn luôn bé hơn bằng không. Như vậy là lớn nhất là cái đó bằng không, đạt được khi x bằng 1. Đạt được khi x bằng 1. Như vậy suy ra gì? Max của B sẽ bằng 2 trừ cho căn của 1 trừ 1 và trừ cho 1. Giảng giảng biết kem hiểu không nhỉ? Tôi giảng lại nha. X lớn hơn bằng 0. Xin lỗi, x trừ 1 phải lớn hơn bằng 0 nè. Suy ra là x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 thì lớn hơn 0. Từ đây suy ra là trừ căn x trừ 1 sẽ bé hơn hoặc bằng 0. Trừ x thì sẽ bé hơn bằng trừ 1. Suy ra tiếp, hai trừ cho căn của x trừ 1 trừ x nó sẽ bé hơn bằng 2 trừ 1. Suy ra max của B là bằng 1. Còn cái nick trước thì như thầy đặt căn x trừ 1 bằng T sao, em trở lại coi thầy không nhớ nữa. Thì tóm lại là max của B sẽ bằng 1 nha. Cái này chính xác là nhỏ hơn bằng 2 cộng 0 đó, cộng cho âm 1 đúng không? Đó. Dấu bằng sẽ đạt được khi x bằng 1 đó nha. Rồi. Câu này bình phương hai vế lên giải thôi. Trừ 4x bình cộng 25 là bằng x bình. Ta giải đây là dễ. Trừ 4x bình cộng 25 sẽ bằng x bình. Bình hai vế lên. Từ đây suy ra là 5x bình. 5x bình sẽ bằng 25. Suy ra tiếp, x bình sẽ bằng 5 à. Từ đây suy ra x sẽ bằng cộng trừ căn 5. X bằng cộng trừ căn 5. Nhưng mà nếu kem lấy x bằng trừ căn 5 á, thì nó sẽ không có nghiệm đúng cái phương trình này. Bởi vì bên trái là không âm, còn bên phải là trừ căn 5 là âm. Một bên không âm, một bên âm thì không thể bằng nhau. Thì ta sẽ chọn x bằng căn 5 thôi. Như vậy là A sẽ bằng 5. Câu 10, em bấm máy đi. Căn của 12 trừ 3 lần căn của 3 căn 7. Hả? Trừ cho căn 12 cộng 3 căn 7 rồi cộng cho căn 6 nữa bằng 0. Vậy còn bài 9 nữa. Bài 9 thì làm sao đây? Rồi bài 9 cũng đơn giản thôi kìa. Tôi hướng dẫn nhanh. AX mũ 3 cộng cho BX bình phương
cộng C chia hết cho x cộng 2, chia hết cho x cộng 2 tức là nó sẽ bằng x cộng 2 nhân với một cái thương nào đó à. Một cái thương nào đó thầy không biết. Rồi tiếp tục là lúc lấy ax mũ 3 cộng bx bình cộng c chia cho x bình trừ 1 thì được một cái thương bao nhiêu thầy không biết, Q2 đi, và dư lại là x cộng 5. Đó, đây là thương, đây là dư. Người ta cho mình hai dữ kiện như vậy. Rồi bây giờ các em cho x bằng âm 2. Cho x bằng âm 2 thì các em suy ra cái gì? Ráp vô này nè. Âm 2 mũ 3 là thành âm 8. Âm 8 A. Âm 2 bình phương là bằng 4. 4B. Rồi cộng cho C thì bằng âm 2 cộng 2 nhân Q1. Đúng không? Thì lúc đó các em sẽ có cái đó bằng gì? Bằng 0. Này bằng 0 nè. Đó là cái thứ nhất. Tương tự dưới này. Các em cho x bằng 1 thì các em suy ra ax mũ 3 tức là a cộng b cộng c bằng 1 thế chỗ đây là 0 nhân cho Q2 x vô đây là 1 bình là trừ 1 là bằng 0 nên nhân Q2 là bằng 0 luôn, là 1 cộng 5 sẽ bằng 6, x lúc đó bằng 1 cộng 5 là bằng 6 thôi. Rồi tiếp tục cho x bằng trừ 1 thì các em thế vô đây x mũ 3 là trừ trừ 1 nhưng a là thành trừ a, rồi trừ 1 bình là thành 1 nhưng b là cộng b, rồi cộng c thì thế vô đây trừ 1 bình là 1 trừ 1 là bằng 0 bỏ luôn, còn bên này là trừ 1 cộng 5 là thành 4, vậy thôi. Như vậy bây giờ các em có 3 điều ha. Các em có điều điều này thì gọi là điều 1 này. Hai điều này thì gọi là điều 1. Điều này thì gọi là điều 2. Còn điều này là điều 3. Từ 3 điều này các em giải ra ABC thôi. Thế giờ các em chưa học giải hệ phương trình đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng thủ thuật cộng vế vế trừ vế vế để giải thôi. Còn nếu các em học hệ phương trình rồi á thì chúng ta dùng máy tính ta giải rất là nhanh. Giờ coi còn nhiều thời gian không? Ồ, 5 phút. 5 phút thôi thầy giải đi ha. Vẫn dư mà. Các em lấy vế trái của đẳng thức 2 đây nè, lấy phe trái này trừ cho cái vế trái này, a cộng b cộng c trừ cho trừ a
cộng b cộng c thì b trừ b hết, c trừ c hết, a trừ cho trừ a là thành 2a. Còn 6 trừ 4 là thành 6 trừ 4 là thành 2. Vậy từ đây suy ra a bằng 1. A bằng 1. A bằng 1 thì suy ra b cộng c sẽ bằng 5. Đúng không? Rồi. Thầy nhắc lại, từ 2 và 3 các em lấy vế trái ở trên trừ vế trái ở dưới là ra 2a. B trừ b hết, c trừ c hết, 6 trừ 4 bằng 2. Đó. A bằng 1 thì b cộng c bằng 5. Rồi giờ lấy b cộng c bằng 5 thế vô trên này. Lấy a bằng 1 thế vô trên này. Là từ 1. Suy ra trừ 8 nhân a tức là trừ 8 nhân 1 đó là thành trừ 8. Cộng 4b thì thầy ghi là cộng 3b thôi. Cộng 3b thôi. Và cộng một cái b nữa, rồi cộng một cái c nữa thì bằng 0. Tức là suy ra là trừ 8 cộng 3b. Giờ b cộng c đây là bằng 5 nè. Bằng 0. Đúng không? Từ đây các em suy ra là b. B sẽ bằng gì? Trừ 8 cộng 5 là bằng trừ 3, chuyển qua kia là 3, 3B bằng 3, và B cũng bằng 1. B bằng 1 thì suy ra C sẽ bằng 4. Như vậy là A bằng 1, B bằng 1, C bằng 4. 1, 1, 4. Hiểu nổi không em? Vậy thôi nhé. Ta ấn nập bài qua vòng. Chấm lâu lắc hả? Lát hả? Kỳ à? Rồi. Trời đất. Mạng lát làm mình bị oan. Ừ, may quá nó vẫn tính điểm cho mình ra. Bài thi số 2. Sắp xếp tăng dần. Đầu tiên là 258. Rồi này bấm máy thôi. Này, lẹ rồi. Căn 25 phần 3 nhân cho căn của 1,5. 25 phần 3 nhân 1,5 nhân 2 bằng 25, ấn căn nữa là bằng 5. Ở dưới 6 mũ 6 trừ 4 mũ 3. 6 mũ 6 trừ 4 mũ 3 nhân 3 mũ 6 trừ 1. 64. Cái bài này cái đề rối rồi.
sao nó nhỏ vậy ta? À rồi, to rồi. Rồi. X mũ 10 trừ cho 13 x mũ 9 rồi cộng 13 tùm lum này, rối rắm này. Mà ta mấy bài dễ ta tính trước đi, bài này đi dùng máy tính luôn. Âm 25, âm 10, âm 31. Cái này ở nước trước hình như có giải rồi. Giá trị lớn nhất sẽ bằng âm 30. Này x bình trừ 90 thì x sẽ bằng 3 hoặc âm 3. Ở đây ta lấy âm 3. X âm bài này căn x một cộng căn x căn cộng 5 một cộng x bình hai vế lên giải cho các em x bằng 4. Bên kia bấm máy luôn. Căn 29 trừ 4 căn 7 nhân cho 2 căn 7 cộng 1 27. Bài này, cái bài này ở nít trước thầy có giải rất kỹ nha. Các em về nít trước các em coi. X bằng 1 và cuối cùng bấm máy luôn. 5 cộng 2 căn 6 49 trừ 20 căn 6 căn của 5 trừ 2 căn 6 9 căn 3 trừ 11 căn 2. Bằng 1. Ủa. Sao 1 được? À đúng rồi, bằng 1. Bài bên này người ta đòi giá trị x âm, mình giải ra 1 là sai rồi. Giải lại. Bài trước thầy giải mà thầy không nhớ đáp án bằng bao nhiêu thôi nhé. Bài trước hình như là đặt x bình cộng x bằng t hay sao? X bằng âm 2. X bằng âm 2 mới đúng nha. Thử lại đi. Đúng rồi đó. Trở lại nít trước coi giải rất kỹ. Giải bằng cách toán học luôn á. Còn bài này. X mũ 10 trừ 13 x mũ 9. Còn nhiều thời gian không? Ồ, còn nhiều.
Bài này nghe có vẻ rối nhỉ. Rồi nếu mà giải bằng máy tính thì xong rồi. Giờ thầy muốn phân tích cho các em theo cái cách toán học thôi. Ta sẽ giải bài này theo kiểu toán học như sau. Đặt A bằng x mũ 10 trừ 13x mũ 9 cộng 13x mũ 8 trừ 13x mũ 7 cộng chấm chấm cộng cho 13x bình phương trừ 13x trừ 14. Thì ta tính cái này ha. Giờ thầy lấy A nhân cho 13 đi. 13 A sẽ bằng không, lấy A nhân x chứ. Lấy A nhân x vậy sẽ bằng cái này. X mũ 10 nhân x là bằng x mũ 11. Cái này là x mũ 10. Cái này là x mũ 9. Cái này x mũ 8. Cái này x mũ 3. Cái này x bình. Con này 14x. Đó. Rồi giờ mình đẩy này ra đây cho dễ thấy nè. Đó. Rồi lấy trên cộng dưới kìa. A cộng cho AX sẽ bằng, hai này cộng lại là bằng X mũ 11 nè. Rồi trừ cho 12X mũ 10. Đúng chưa? Hai này hết. Hết. Cứ dạy cho hết. Tới mũ 12 cũng hết. Tới cái này là trừ 27 x trừ cho 14. Rồi cái này rút nhân từ chung ra, A cộng A x sẽ bằng A nhân 1 cộng x. Đó. Từ đây suy ra A sẽ bằng cái này chia cho x cộng 1. Rồi giờ lấy máy tính tính nha. X mũ 11 trừ 12 x mũ 10 trừ 27x trừ 14 trên 1 cộng x. X mũ 12 trừ 26, nó sẽ ra là trừ 26. Rồi ok. Số nhỏ nhất trừ 30. Đây. Rồi tới trừ 26. Vậy số này đóng vai trò quyết định. Cái này mà mình giải không được là bó tay. Rồi tới trừ 3. Trừ 2. 1. 4. 5. 27. 64. 258. Xong. Đừng có lát nữa nghe. Ừ may quá. Bài thi số 3 vượt mê cung. X sẽ bằng trừ 10 tam giác vuông căn 5 cộng căn 3. Mấy cái này ở nít trước ta giải hết rồi. Cái này là bằng trừ căn A. Nít trước ta giải rồi ha.
giá trị nhỏ nhất sẽ bằng cộng 9 trừ 9, đây trừ 9. Nhất trước ta giải rồi. Rồi cái này các em giải bằng máy tính luôn đi cho khỏe cho rồi, đỡ đau đầu. Các em nhớ đăng ký cái trang web của thầy, lên trang web của thầy là buongluong.wordpress.com ha, để đăng ký các cái khóa học online phục vụ cho thi giải toán cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và sau này là cấp quốc gia. Các em vô đây nghiên cứu nha, địa chỉ đây, nếu có hứng thú thì nên tham gia. Trở lại bài này, máy tính giải ra 101. Nếu tham gia các khóa học trên mạng thì những kỹ năng như thầy tính nhanh vừa rồi thì là chuyện nhỏ đối với các em ha. Rồi. Bài này hình như mình làm rồi ở vòng vòng 4, vòng 3 gì đó. Bài này ta sẽ dùng bất định thức Bunyakovsky cho ba số ha. Bất thức Bunyakovsky là gì? Là bất định thức này AX cộng BY cộng CZ tất cả bình thì luôn luôn nhỏ hơn bằng A bình cộng B bình cộng C bình và nhân cho X bình cộng Y bình cộng Z bình. Vậy nha. Giờ ta áp dụng thì các em cho X, Y, Z bằng 1 hết đi. Thì lúc đó AX cộng B cộng CZ chính là A cộng B cộng C đó. Nó sẽ nhỏ hơn một bằng cái này. A bình cộng B bình cộng C bình cộng 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình. Vậy từ đây các em suy ra là hình như thầy nhớ nhầm rồi các em. À đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Bất định thức Bunyakovsky ha. Rồi giờ A cộng B cộng C nó chính là 3 phần 2 nè. Nhỏ hơn 1 bằng A cộng B cộng C nhân cho 3. Hay nói cách khác là 9 phần 4 sẽ nhỏ hơn 1 bằng A cộng B cộng C này chia hai vế cho 3, hay là cái này lớn hơn bằng 9 phần 4 chia cho 3 đó. Mà 9 phần 4 chia 3 thì suy ra cái gì? Suy ra min, min của cái này nè, min của cái này chính là bằng 9 phần 4 chia 3, tức là 3 phần 4 đó. Không. Mà min của cái này bằng 3 phần 4 thì suy ra min của 4 lần cái đó. Gấp 4 lên thôi. Min của 4 lần cái này. Gấp 4 này lên, tức là bằng 3. Vậy nhé. Vậy giá trị nhỏ nhất của này là bằng 3.
coi mấy câu kia khó cỡ nào. Cái này nick trước thầy có giải rồi em nha. Cái này thầy dùng bất nhận thức Cauchy ha. Mà nhiều không nhớ nè. Nick trước thầy có giải rồi. Để thầy coi lại. Trở lại cái nick trước. Quên mất. Olympics toán 9 vòng 5 đây. Chào các em, chúng ta giải vòng hình như là nít 2 đúng rồi. Không nhớ bao nhiêu. 7 phần 9. À đây, nó đây. 144. À lớn bằng 4 ha. 8. 2 lần. Vậy x cộng dư của phép chia này bằng 24. Để suy ra A sẽ lớn hơn 1 bằng 25 cộng 24 là 49 em nhé. 49 xém nữa là sai ha. Vì giá trị nhỏ nhất là 49. Em trở lại nick trước coi nha. Rồi cái này hình như là vòng 3. Trở lại nick trước coi. Nick trước thầy cũng giải kỹ rồi. Nick 1 hay nick 2 gì đó không biết. Còn sai thì thôi ha. À đúng, thầy nhớ tốt ha. À bài này, bài này ta vẽ cái hình ra đi cho nó chắc. Hình như bữa trước mình bấm vội bấm vàng ở nick trước này là mình bấm nó sai hay sao. Rồi. Cho tứ giác ABCD. A. A. B, C và D. Thì phân giác góc C. Cắt thì phân giác góc D. Ở Y. Góc CID bằng 115. Thì phân giác góc C cũng đẹp cắt 115. Đây 115. Thì tổng cái góc D con này nè với lại góc C con này, hai góc C này bằng nhau, hai góc D này bằng nhau. Thì nửa góc D con bên dưới cộng nửa góc C con bên dưới là sẽ bằng 180 trừ 115, tức là bằng 65. Hai góc này, hai góc D con và C con là 65. Thì góc D lớn và góc C lớn cộng lại sẽ bằng 65 nhân 2 là bằng 130. Vậy góc D này và góc C này cộng lại sẽ bằng 130 các em nhé. Vậy tổng góc A và góc B sẽ là bằng 360 trừ cho 130, tức là còn 230. Nó tóm lại tổng góc A và góc B, tổng góc A và góc B là bằng
230. Trong khi đó, hiệu của góc A và góc B là 50. A lớn hơn B tức là A trừ B bằng 50. Rồi A cộng B thì bằng 230. Tìm hai số tổng giá hiệu. Góc A sẽ bằng 230 cộng 50 là 280, chia đôi là bằng 140. Số đo góc A sẽ bằng 140. Bữa ta cũng ra vậy mà sao sai ta. Tứ giác ABCD A lớn hơn rồi 140. Hình như bữa trước chúng ta cũng ra đúng đáp án này mà sao nó báo sai ta. À đúng mà. Còn 8 phút. Các em nhớ vô cái trang web của thầy nha, để đăng ký học online nếu thích. Quần ngôn luận.wordpress.com. Mọi hướng dẫn thầy giới thiệu rất kỹ trong này. Hướng dẫn chung việc đăng ký các khóa học trên mạng, khai giảng các khóa luyện trên mạng trong vài ngày tới. Vậy nha. Trở lại bài. Bài này hôm trước ta giải rồi, x bằng 1. Rồi. Bài này ta cũng giải nhanh thôi. Khỏi nháp luôn đi. AB là 3 phần, AC là 4 phần thì tam giác vuông mà, vậy cạnh BC sẽ là 5 phần. AB là bằng 3K. AB là bằng 3K. AC là bằng 4K. 3 phần 4 phần. Rồi BC sẽ bằng 5 phần theo định lý Pythagore thôi. Rồi ta có hệ thức lượng AH nhân BC sẽ bằng AB nhân AC các em. Từ đây các em suy ra là gì? AH AB chia AC. AB nhân AC đem chia cho BC thì bằng AH. Tức là gì? Tức là AB nhân AC là 3K nhân 4K chia cho 5K là sẽ bằng 15. Từ đây suy ra là 12 phần 5K. 12 phần 5K sẽ bằng 15. Từ đây suy ra K sẽ bằng gì? 15 chia cho 12 phần 5 bằng 6,25. K bằng 6,25. Rồi CH nhân BC thì bằng AC bình phương. Em biết cái này rồi đúng không? Từ đây suy ra là CH sẽ bằng AC bình phương. AC bình phương mà AC bình phương là 4K. 4K bình phương chia cho BC. BC thì bằng 5K ha. Rồi các em thay vô các em tính rồi. K bằng 6,75 nha. 16 K bình phương rút gọn với K ở dưới đi, là còn K trên tử thôi. 16 nhân 6,25 rồi đem chia cho 5 là bằng 20. CH bằng 20 kia. Còn 4 phút.
Rồi, cái này có nghĩa khi x bé hơn bằng 0. Cái này thì bằng giá trị tuyệt đối, dễ quá. Cái này thì nó bằng giải hoài. À, đây. X trừ y tất cả mũ 3. Các em nhớ theo dõi và đăng ký học các khóa học trên mạng của thầy để luyện thi vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh cho nó tốt hơn. Rồi, tạm biệt các em nha. Hẹn gặp lại ở vòng thi số 6, cũng như là hẹn gặp lại ở những khóa thi, khóa luyện thi trên mạng.